Chào mừng tất cả quý chị trở lại với kênh Nhà đất Lộc Nguyễn. Với phương châm là nhà đất Lộc Nguyễn với những phân khúc nhà giá cực kỳ rẻ và mềm, những cái nhà ngôi nhà đẹp Lộc đi review mỗi ngày để gửi đến cho quý anh chị với một cái mức giá rất là hợp lý luôn nha quý anh chị. Thì những quý anh chị nào có trong tay tài chính khoảng 800 đến 900 triệu là quý anh chị đã có thể sở hữu cái căn nhà hôm nay Lộc Nguyễn đi review nha. Một căn nhà sổ hồng riêng, pháp lý rõ ràng, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay nha. Thì bên Lộc có rất là nhiều tầm giá, thì quý anh chị nào muốn mua nhà như thế nào cứ chia sẻ cho nhà đất Lộc Nguyễn. Lộc Nguyễn sẽ tư vấn rõ ràng về mặt pháp lý cũng như là đúng tài chính của quý anh chị ha. Bên Lộc Nguyễn á, những cái phân khúc nhà giá rẻ dưới 1 tỷ quý anh chị là sổ, là đồng sở hữu nha. Đồng sở hữu thì quý anh chị là không có vay ngân hàng được nha quý anh chị. Còn những phân khúc nhà giá tầm 1 tỷ trở lên thì là sổ hồng riêng. Sổ hồng riêng thì quý anh chị cầm cái sổ này, ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay với một cái mức giá tầm khoảng 600 đến 2 tỷ tùy theo diện tích căn nhà cũng như là thu nhập của quý anh chị nha. Thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc Nguyễn theo dõi cái căn nhà hôm nay với một cái mức giá rất là hợp lý luôn nha quý anh chị. Hiện tại thì Lộc đang đi trên con đường rộng tầm khoảng 5 mét nha quý anh chị. Và căn nhà hôm nay Lộc Nguyễn giới thiệu cho quý anh chị là quý anh chị có thể là đi xe hơi vào bên trong căn nhà của chúng ta luôn. Căn nhà có cái diện tích là ngang 4, dài 12 mét nha quý anh chị. Đặc biệt có đến 4 phòng ngủ luôn. Thì vị trí căn nhà của chúng ta nó chỉ cách bến xe buýt Hưng Long đó quý anh chị, chỉ tầm khoảng 1 km thôi. Thì cũng khá là gần để cho quý anh chị di chuyển từ vị trí nhà lên các quận nội thành như là quận 8 nè, quận 7, quận 4 theo trục đường quốc lộ 50 quý anh chị, chỉ tầm khoảng 25 đến 30 phút thôi. Nên căn nhà này rất là hợp lý để cho quý anh chị sở hữu với tầm mức giá nè. Quý anh chị nào mà có tài chính trong tay tầm khoảng 800 đến 900 triệu là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Bên ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay với căn nhà này là 600 triệu luôn nha. Nên quý anh chị nào đang có tiền mặt trong tay khoảng 800 đến 900 thì hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc Nguyễn để chúng ta đi tham quan căn nhà này thực tế và sớm sở hữu cho mình một căn nhà với diện tích rộng mà có đến 4 phòng ngủ luôn nha quý anh chị. Thì căn nhà của chúng ta có cái mặt diện là hình mái bằng nha, một trệt một lầu, có đến 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, có một cái khu vực phòng ngủ ở dưới tầng trệt rất là thích hợp cho những gia đình nào có người lớn tuổi. Chúng ta ưu tiên chọn căn này để làm một cái căn nhà để cho quý anh chị tham khảo để sở hữu cho mình một căn nhà thật là ưng ý với rất là nhiều phòng nha quý anh chị. Thì quý anh chị khi mà quý anh chị đi vào bên trong nhà thì sẽ qua một cái lớp cửa bốn cánh ha. Kèm theo đó thì phía tường bên ngoài đã được ốp gạch lên tới trần cho quý anh chị luôn rồi. Đó. Nhìn rất là chắc chắn ha quý anh chị. Một cái căn nhà mà Lộc thấy á, nó đo ni đóng dài từng chi tiết cũng như là những cái nội thất trong nhà phải nói rất là đẹp luôn nha quý anh chị. Thì quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc để Lộc Nguyễn sẽ báo giá cuối video và giá đủ nha quý anh chị, hãy theo dõi hết video nha. Đây cái phần cửa của mình nè, gia chủ thì chủ này rất là thân với Lộc và gửi cho Lộc bán. Thì căn này á, để cho đi Lộc Lộc đi review để gửi đến cho quý anh chị một cái phân khúc nhà giá rẻ ha. Thì đây nè, cửa chúng ta là cửa 4 lớp được sơn tĩnh điện với tông màu xám nha quý anh chị, khá là chắc chắn nha. Đó, rồi Lộc Nguyễn mời quý anh chị di chuyển vào bên trong khu vực phòng khách của chúng ta. Với một cái diện tích mà ngang 4 dài 12 thì cái khu vực phòng khách của chúng ta rộng cũng tầm khoảng 15 mét vuông nha quý anh chị, khá là rộng luôn. Ở đây thì chị chủ chúng ta rất là chu đáo nha quý anh chị, set up cho quý anh chị một sẵn một cái bộ ghế nội thất với cái tông màu nâu đồng nè, rất là phù hợp với cái tông màu phòng khách của chúng ta ha. Ở đây có một cái điểm nhấn là khu vực bức tường có những cái bậc tam cấp để ngăn cách giữa khu vực phía phòng ngủ phía sau cũng như là khu vực phòng khách ha. Ở đây á, trên tường nào quý anh chị làm cho quý anh chị những cái bức tranh 3D với những con cá lượn nhìn rất là đẹp mắt luôn. Còn ở đây được trưng bày những cái chậu cây nhìn rất là tươi xanh luôn ha quý anh chị. Vào căn nhà của chúng ta thì một cái cảm giác rất là mát mẻ. Ở đây nè, chị chủ chi tiết đến nỗi là trưng bày cho quý anh chị những cái chậu phát tài như thế này, nhằm khi mà quý anh chị đi vào bên trong nhà thì sẽ phát tài phát lộc hơn nha quý anh chị.
và một cái khu vực nội thất nè. Đó, những tất cả những cái nội thất trong nhà này sẽ được tặng hết cho quý anh chị khi mà quý anh chị sở hữu căn nhà mới này nha. Ở phía trên có một cái đồng hồ nhìn rất là đẹp ha quý anh chị. Đặc biệt là trên trần nè, trần làm cho quý anh chị là trần dực cấp với những cái tông màu cam, nhìn rất là sáng căn nhà của chúng ta luôn. Kèm theo đó là một cái điểm nhấn, một cái đèn chùm ở chính giữa ha quý anh chị, nhìn rất là sang và hiện đại với cái căn nhà này. Và hai bên tường là hai cái đèn tiếp hai ha. Căn nhà của chúng ta được sơn với cái tông màu là khoai môn màu tím, nhưng mà màu tím nhạt, nó không có có đậm quá, nên nhìn vào căn nhà của chúng ta rất là tươi nha quý anh chị, không có bị buồn ha. Ngoài những cái nội thất như thế này thì đặc biệt những căn nhà mà đi lọc đi review thì ít căn nào mà nó được ốp gạch ốp tường như thế này quý anh chị. Toàn căn nhà của chúng ta đã được ốp gạch ốp tường từ khu vực phòng khách cho đến khu vực dưới bếp luôn, tầm khoảng 1m6 quý anh chị, nên rất là sạch sẽ cho những gia đình nào mà có con nít á, chúng ta có hay dễ bày trên tường thì quý anh chị không có sợ bị dơ ha. Một căn nhà sổ hồng riêng, và sổ hồng riêng đã nằm trên bàn rồi quý anh chị, nên quý anh chị nào mà muốn sở hữu cho mình một căn nhà với 4 phòng ngủ thì căn này rất là hợp lý cho quý anh chị luôn. Mình đi thì mình mua thì mình đi công chứng trong ngày luôn nha quý anh chị. Đó, những cái bậc tam cấp được làm những cái chậu hoa nhìn rất là xinh xắn và đẹp mắt ha. Khu vực phòng vệ sinh của chúng ta cũng có một cái điểm nhấn là một cái chậu hoa ở đây ha. Phía trên thì có một cái ô để cho quý anh chị lấy sáng cũng như là lấy gió. Và đặc biệt là căn phòng vệ sinh này rất là rộng luôn nha quý anh chị. Phía dưới thì được ốp những cái gạch chống trơn trượt cho quý anh chị luôn nè. Lavabo, bồn cầu và vòi sen, những cái thiết bị rất là cần thiết cho khu vực phòng vệ sinh đã được lắp đầy đủ hết cho quý anh chị luôn rồi. Rồi, là Nguyễn rất là thích cái căn phòng ngủ dưới tầng trệt ha. Một cái căn nhà với phân khúc nhà giá rẻ chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thôi mà quý anh chị đã có được cái căn phòng ngủ dưới tầng trệt rồi, thì rất là thích hợp cho những gia đình nào chúng ta có người lớn tuổi nè, có mẹ bầu ha, thì chúng ta ưu tiên cho cái căn phòng ngủ này để thuận tiện đi lại hơn nha quý anh chị. Rồi, đi xuống cái khu vực phòng bếp này á quý anh chị, một cái cảm giác rất là mát mẻ. Tại vì sao ạ? Ở đây có một cái cửa nè, ô cửa sổ để cho quý anh chị lấy gió và lấy sáng ha. Cái ô cửa sổ này thì quý anh chị sẽ nhìn ra được cái mé bên đường mà chúng ta sẽ đi vào bên trong nhà đó. Đó, nên khi mà quý anh chị đứng ở khu vực bếp này, quý anh chị nấu nướng á, thì dầu mỡ hay là cái không khí của khi mà mình nấu á, nó không bị bí bách mùi ha quý anh chị, nên nó rất là thoáng và mát mẻ. Ở khu vực này nè, có một cái điểm nhấn cho quý anh chị ở khu vực bếp luôn. Đó, nhìn khu vực này nó rất là khác những cái ô gạch kia ha. Rồi, ở đây làm cho hai quý anh chị hai cái bồn để cho quý anh chị dễ thao tác nấu ăn hơn ha quý anh chị. Tủ bếp trên và tủ bếp dưới, rất là nhiều ngăn tủ để chúng ta đựng đồ ha, rất là nhiều luôn. Quý anh chị thấy thế nào ạ? Thấy có phù hợp với gia đình mình chưa ạ? Nếu mà phù hợp rồi thì hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho Lộc Nguyễn và số hotline phía trên màn hình để đặt lịch đi xem căn nhà này thực tế nha quý anh chị. Và Lộc Nguyễn xin mời quý anh chị di chuyển lên khu vực lầu 1 để tham quan các căn phòng ngủ phía trên nha. Cầu thang khi mà Lộc Nguyễn bước lên đó quý anh chị, nó khá là ngắn nên rất là thích hợp cho người lớn tuổi chúng ta bước đi khu vực cầu thang này nha quý anh chị. Tay vịn được làm bằng chất liệu là gỗ, nhưng ở đây được cách điệu là sơn lợi với cái tông màu xám, nhìn rất là phù hợp với cái tông màu nhà của chúng ta ha. Ở khu vực cầu thang thì sẽ có một cái đèn chiếu sáng để thắp sáng cho khu vực cầu thang của chúng ta. Phía trên thì có một cái bức tranh người phụ nữ nhìn rất là đẹp ha quý anh chị. Trên lầu 1 thì sẽ có 3 phòng ngủ nha. Cái nhà này thì Lộc thấy rất là phù hợp cho những gia đình có hai vợ chồng, hai đứa con cùng với một người mẹ ở, thì rất là tuyệt vời và hợp lý luôn. Cái căn phòng ngủ này quý anh chị, nó rộng tầm khoảng 7m2 á. Căn phòng ngủ này nó rất là thích hợp cho những đứa con. Nhà nào mà có con trai con gái á, thì chúng ta ưu tiên cho hai căn phòng này ha. Nhỏ gọn và phù hợp cho con chúng ta ở. Đó, có không gian riêng nha quý anh chị. Ở đây á, thì căn phòng ngủ này được cái á, là nó có cái cửa sổ. Cửa sổ ở khu vực này. Đó, để quý anh chị lấy gió và lấy sáng ha. Quý anh chị nhìn xung quanh nè. Một cái khu dân cư rất là đông đúc và sầm uất rồi. Thì phía bên đây quý anh chị sẽ nhìn được cái đường vào nhà của chúng ta. Một cái con đường rộng tầm khoảng 5 mét sẽ hơn, chúng ta di chuyển vào bên trong cái vị trí nhà của chúng ta luôn nha. Cửa là được thiết kế là cửa nhôm nè, kính là kính mờ ha quý anh chị.
Và đây là cái khu vực phòng vệ sinh ở trên lầu nha quý anh chị. Có một cái ô để cho quý anh chị lấy gió hoặc là lấy sáng, làm cho khu vực phòng vệ sinh của chúng ta lúc nào cũng thông thoáng. Đặc biệt là tường nó được ốp lên tầm khoảng 2 mét cho quý anh chị luôn rồi. Một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng, có đến 4 phòng ngủ nha quý anh chị, có một cái mức giá chỉ hơn 1 tỷ chút xíu thôi nha. Và tiếp theo, Ngọc Viễn sẽ mời quý anh chị đi ra cái khu vực rộng thênh thang luôn quý anh chị. Căn phòng này là căn phòng thứ tư, căn phòng rất là rộng luôn quý anh chị ơi. Thì với căn phòng này thì những quý anh chị nào mà gia đình có đông thành viên á thì chúng ta cũng có thể tận dụng để làm phòng ngủ, mà ít thành viên thì chúng ta làm gì ạ? Tận dụng để làm một cái khu vực thờ phượng ông bà tổ tiên không quý anh chị. Hướng ra phía ban công nè, một căn nhà hướng tây bắc nha, hướng tây bắc rất là phù hợp cho những quý anh chị nào nằm trong cái mệnh tây tứ trạch, chúng ta sở hữu căn nhà này ha. Đó, ở phía ban công rất là rộng rãi và thông thoáng luôn. Khu dân cư quý anh chị nè, nhìn nè, sống san sát nhau rồi nên rất là vui luôn nha quý anh chị. Với ban công này thì quý anh chị có thể tận dụng để trồng những cái mảng cây xanh, làm cho cái khu vực nhà chúng ta thêm phần tươi mát hơn nha quý anh chị. Và mức giá tổng với căn nhà này là bao nhiêu, quý anh chị hãy cùng theo chân Lộc xuống tường trệt, là Nguyễn sẽ báo giá đủ cho quý anh chị nha. Vừa rồi thì quý anh chị và cô bác đã tham quan hết căn nhà tuyệt đẹp này rồi phải không ạ? Quý anh chị thấy như thế nào ạ? Chứ riêng Lộc thì thấy rất là phù hợp cho những gia đình đông thành viên, những gia đình nào có từ 4 đến 6 thành viên thì căn nhà này rất là hợp lý để cho quý anh chị sở hữu luôn. Một căn nhà sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng nha quý anh chị. Thì Lộc Nguyễn sẽ thống kê lại chi tiết căn nhà cho quý anh chị ha. Một ngôi nhà ở cái vị trí là cách bến xe buýt Hưng Long theo đường Hương Lộ 11 quý anh chị, đi vào bên trong nhà là 1 km thì xe hơi 4 chỗ chúng ta di chuyển vào bên trong căn nhà này luôn. Căn nhà được thiết kế là một trệt nè, một lầu nè, có đến 4 phòng ngủ và 2 phòng vệ sinh, rất là phù hợp cho những gia đình có từ 4 đến 8 thành viên chúng ta ở căn nhà này thì rất là hợp lý ha. Và quan trọng hơn là gia đình nào có người lớn tuổi thì căn nhà này rất là đáng để cho quý anh chị đến để tham quan và sở hữu. Căn nhà của chúng ta có một cái mức giá tổng cho quý anh chị sở hữu nha, 1 tỷ 390 triệu, không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào nha quý anh chị. Sổ hồng riêng trong tay ngân hàng sẽ hỗ trợ cho quý anh chị vay căn nhà này là 600 triệu. Thì những quý anh chị nào có tài chính tầm khoảng tiền mặt các quý anh chị tầm 800 đến 900 triệu là quý anh chị đã sở hữu được căn nhà này rồi nha. Thì mọi thông tin chi tiết quý anh chị hãy nhanh tay liên hệ cho Lộc qua số hotline phía trên màn hình. Thì Lộc Nguyễn chia sẻ thêm nha, những nhà nào mà đồng sở hữu cùng với diện tích này mà không tách sổ được nhau quý anh chị thì sẽ không vay được ngân hàng, cũng là sổ hồng riêng từng căn nhưng mà là sổ chung chung thửa đất nha, không có vay được ngân hàng. Thì căn nhà này á, Lộc giới thiệu cho quý anh chị với một mức giá tổng là 1 tỷ 390 triệu sổ hồng riêng, vay được được ngân hàng nha quý anh chị, pháp lý rõ ràng, không bị tranh chấp cũng như là không dính quy hoạch gì hết thì ngân hàng mới hỗ trợ cho quý anh chị vay ha. Thì mọi thông tin chi tiết quý anh chị hãy liên hệ cho Lộc Nguyễn phía trên màn hình. Một cái căn nhà rất là chỉnh chu và tất cả những cái nội thất trong nhà đã được Donny đóng giày từng chi tiết hết rồi. Và thậm chí ở phía bên ngoài đã làm sẵn cho quý anh chị một cái đường để cho quý anh chị dẫn xe lên bên trong nhà luôn. Đó, nên thấy là chính chủ nhà, chị chủ rất là chu đáo luôn nha quý anh chị. Đó, mến chúc cho quý anh chị có thật nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống và sớm tìm được cho mình một cái căn nhà thật là ưng ý theo đúng nhu cầu của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video lần sau ạ.